Hello anh em, chào mừng toàn thể anh em quay trở lại với channel của mình. Hôm nay lại tiếp tục với tựa game Tây Du VNG anh em nha. Và hôm nay là ngày thứ 44 mình bui tem tiên rồi. Lực chiến thì cũng chững lại rồi anh em ạ. Mới có 393 thôi. Không phải là quá là mắc binh nữa. Xịt hết luôn. Đua thầy này bây giờ thì nó cũng lo tài phòi lắm. 12, 4, 5, 4, 3 này. Toàn bội thấp thôi. Mỗi ngày là bay 20 vé. Mình chỉ chơi được buổi sáng với lại chiều tối thôi anh em ạ. Rồi ok. Ngày thứ 44 bui tem tiên giới anh em nha. Và tem thì trước kia là mình chơi thêm với con thiên đế, nhưng mà mình đổi qua con nguyên quân để đã thức tỉnh rồi anh em ạ. Về level cũng như lực chiến này thì Đi nó thôi. đã chững lại một chút Ghê nhỉ. rồi. Nó không phải là quá là mắc binh nữa. Nhưng mà hôm nay đấu đấu đồ anh em ạ. Đấu đồ ở cái event thi đấu liên server. Vô được top 4 anh em ơi. Top 4 toàn cụ. Hên hên ở cái bảng khá là dễ. Rồi, đấu đồ thì gom đủ nguyên liệu anh em ạ. Gom đủ nguyên liệu để thức tỉnh anh em nha. Thức tỉnh cây vũ khí của con Dương Tiễn này lên Hồng Hoang anh em ơi. Đấy, thì cần một cây vũ khí đỏ với lại mỗi loại sách kinh thi là 12 cuốn anh em ạ. Thì hôm nay hơi gom góp Kim Nguyên Bảo lên được một món anh em ạ. Đây, lượm luôn anh em nha. Đấy. Vô là cho nó update lên cho nó lực chiến với lại tấn công nó tăng lên một chút anh em ạ. Tấn công hiện tại bây giờ đang là 3 triệu mốt anh em nha. 3 triệu mốt. Đấy thì mình thức tỉnh lên anh em ơi, sau nay mai á. Nay mai mình không cần nữa thì mình có thể mình tháo ra. Mình tháo ra mình trùng sinh anh em nha. Trùng sinh. Đấy, bây giờ thức tỉnh từ thượng cổ Côn Lôn Thương lên đến Hồng Hoang. Yêu Hoàng Trảm. Tên nghe nó rất chi là lò tài phò anh em ạ. Thức tỉnh lên để update thêm một chút tấn công anh em nha. Muốn thức tỉnh thượng cổ Côn Lôn Thương đến Hồng Hoang Yêu Hoàng Trảm. Sau khi thức tỉnh có thể trùng sinh đến thần trang thượng cổ để lấy lại nguyên liệu nha anh em nha. Đó. Update này. Ok chưa ạ? Phê chưa? Hồng Hoang Yêu Hoàng Trảm. Cái tên này nói là cực kỳ vãi đạn anh em ơi. Đấy, mở binh này. Tăng tấn công từ 105 lên 168%. Có nghĩa là tăng tầm độ 60-63% tấn công. Tấn công cơ bản thì tăng được 106 lên 133, tăng được hơn 30.000 anh em ạ. Hơn 30.000. Đủ. Lực chiến còn giảm anh em nha. Lực chiến còn giảm nha. Như vậy là mình phải xem là tấn công thì tăng lên được đến 3 triệu tư. Có nghĩa là tăng được 300.000 lực chiến anh em ạ. À đâu, 300.000 tấn công. Quên, 300.000 tấn công. Đấy thì mình có lẽ là mình sẽ bỏ trùng sinh cái này ra nha. Mình trùng sinh cái dây này ra. Đâu rồi, trang bị đâu rồi. Đây 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 đây. Trùng sinh cái dây này ra mình lấy lại đá một chút. Mình lấy lại cái mốc level 23 kia. Lấy lại cái mốc level 23 kia anh em ạ. Là tích bộ 22 đi ha. Cường hóa nhanh nè. Đây, mình lên cái này trước đi. Đấy, 22 nè. Cộng thêm được cái chỉ số tăng tấn công khá là nhiều anh em ạ. 6 nè, 8 nè, 10 nè, 12 nè. Cái lượng đá ngốn cũng kinh khủng đấy anh em. Rồi, lên được 22. Dư 147 viên đá. 147 viên này thì dồn hết vào đây nhỉ. Dồn hết vào đây để 176 lên 184 là tăng được 8% tấn công anh em ạ. Gần lên này. Đấy mình đã trùng sinh cái áo ra nha. Tại vì cái áo thì nó đang ấy dở anh em ạ. À, tháo ra đã, từ từ tháo ra đã. Cái áo đây, cái áo thì đang tinh luyện được gần lên rồi thì bây giờ mình bỏ ra luôn. Tháo cái áo ra, trùng sinh lấy lại đá. Để mình dồn cho cái ấy kia. Dồn cho cái vũ khí để tăng cái phần trăm tấn công. Bị giảm mất hơn 2M. Về căn bản thì mình phá cái kích bộ 4 món và mình chơi 3 món và lấy tấn công cơ bản thì mình nghĩ là cũng ok thôi. Tinh luyện này. 22 anh em nha, dừng lại ở 22 nha.
8 này, 10, 12, 14, 16 này, 18 này, 20 này, 22. Đó. Up cái này lên là thêm được 8% tấn công nữa, được hơn 1 triệu. Và tấn công tăng lên 3 triệu 6 anh em nha. Nãy là 3 triệu 4 đúng không ạ? 3 triệu 5, bây giờ lên 3 triệu 6 rồi. Nãy là 3 triệu 4. 3 triệu 4 hơn tí, bây giờ là 3 triệu 6 hơn một chút. Đấy. Nói chung là mình chấp nhận thôi, mình được cái nọ mình bỏ cái kia anh em ạ. Tại vì về cơ bản ấy thì cái này sau này mai mình vẫn có thể trùng sinh ra được, cho nên là cũng không cần quan ngại lắm về cái vấn đề là thọt nguyên liệu hay thọt tài nguyên gì cả anh em ạ. Đấy. Update lên được là cộng khá là nhiều. Thì mình bỏ mất cái tăng sát thương 15 với lại giảm sát thương 15 thì ở bộ này chỉ có 10 thôi. Đấy, mình bỏ kích bộ 4 món đi. Và mình lấy kích bộ 3 món và chơi thêm 1 món để tăng tấn công cơ bản anh em ạ. Đấy. Chỉ số thì cũng bình thường thôi, cũng không có gì cả. Đấy, chủ yếu là up kháng nha. Up kháng thánh thì bắt đầu mình đang up đều hết tất cả lên. Lực chiến thì lên được có 1M thôi, hơn 1M chút thôi anh em ạ. Không có gì quá là ghê gớm cả. Lực chiến thậm chí là còn thọt đi mất một chút đấy. Thọt đi mất một chút anh em ạ, nhưng mà nó sẽ gia tăng cái khả năng gây đam carry chủ lực cho con Dương Tiễn này. Trước khi mình chơi thêm một Thiên Đế cơ nhưng mà thôi rồi. Bỏ đi rồi anh em ạ, đây Thiên Đế của mình đây. Tiên giới này, đây Thiên Đế hơn 1.000 mảnh này. Up sao lên đi ha. Up cho Thiên vui. đạo vô biên, Sau này thiên mai mà đạo mình vô cần thì mình biên, cứ việc xài thôi, không cần phải ấy nhiều. thiên đạo vô biên, còn có thể tiến thêm một Up bước. full được level nào không? 5 5 5 đều ra. Rồi ok. Sau này mai thì cũng bỏ đi anh em ạ, cũng cho nó làm phôi thôi chứ cũng không chơi con đấy mấy. Chủ yếu là chơi Dương Tiễn với lại một vài những vị trí tướng hạn giờ. Ok. Hết cả đồ anh em ạ, hết cả đồ, hết cả kim nguyên bảo, nói chung là hôm nay mình tiêu nhiều quá. Tiêu nhiều quá anh em ạ. Lưu ly trảm, thiên cung có ngàn vạn trân. Về vãi. Căn bản là mình đi boss này này, tiên thì anh em thấy là đánh boss nó khá là kém anh em ạ, mình cảm giác như khá là kém. Thực sự luôn. Nên đi boss còn thua này. Thua cả ông Tùng Idol cũng 200M thôi anh em ạ. Mình gần gấp đôi lực chiến, mọi chỉ số đều hơn đấy. Mà mình còn thua là tại vì ông ấy chơi Minh. Mà Minh thì nó có cái ưu điểm là clone đẻ ra nó cắn bạo kích cũng khá là kinh khủng, đam đụng các thứ cũng khá là ok. Đấy. Giai điệu không Mình thể thấy ngăn cản tranh chấp. nguyên quân nó ok hơn, mặc dù là lực chiến giảm một chút nhưng mà nó ok hơn. Về cơ bản thì bây giờ mình cũng chưa đủ đồ để mình có thể nuôi được Thiên Đế nó mắc binh. Đấy. Bây giờ có đồ á, có đồ ngon ấy thì mới chơi được. Đấy. Sách sủng này thì sau này mai mình nếu mà lấy tứ hạn giờ về thì mình trùng sinh ra. Đấy. Đợi nguyên quân lên thức tỉnh thì cũng up luôn, thức tỉnh nguyên quân luôn. Đấy. Đồ đạc là sẵn sàng hết rồi. Nguyên liệu có thứ đua đốp cái thứ. Mai mốt nạp thêm nữa thì lấy thêm tí ngọc. Còn thiên bảo thì vẫn còn thoải mái chơi. Mấy hôm nay tiêu xài phung phí quá. Cứ phải gọi là lo tài phoi. Rồi ok, bây giờ đi PK nha. Đi test thử ấy. Anh em thấy là cũng thỉnh thoảng cũng được pha lật kèo lo tài phoi đấy anh em ạ. Nhưng mà chơi một đam như này ấy thì sợ nhất là mấy con mà họ bùi phản đam anh em ạ, họ cứ chỉnh 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 tem ấy, thế rồi sau phản đam thẳng mồm chịu chết thôi. Rồi ok, test thử một vài game anh em nha. 4-3-4 này. Rồi ấy à, chết cha, mình quên không đổi slot rồi. Đúng ra phải để slot Dương Tiễn ở đầu chứ nhỉ. Thôi bỏ qua anh em nha, quên đây. Ok, chiến luôn anh em ơi. 280 chắc là một xả quá. Mình nghĩ là một xả của Dương Tiễn của mình là bay luôn. Bay luôn anh em ạ. Để thanh kiếm này kết thúc đi. Không đùa được. Vậy chết luôn này. Tôi ghen. Này, để tiện nó xả này. Dưới thiên Nó xả một hit luôn anh em ạ. Sẽ không có chỗ để ẩn nấp. 162 vạn nổ ấy. Ok chưa? Ôi né tránh nha. Ôi anh em thấy không, phản đam nha, cái con kiểu Bạch Long á, nó mà cho đeo bất khuất đấy thì đứng trước mặt Dương Tiễn là nó xả là không chết được anh em ạ, không thể chết được. Và cái đam phản đấy thì thôi lãnh chọn thôi.
Lãnh chọn anh em ạ. Đấy, lực chiến còn tranh khá là nhiều nha. Mà ăn cái đam phản thôi là cũng lò tay phòi rồi. Rồi, gặp idol tiến cháy. Cháy tiến. Nó giảm một phát hết sạch nộ của mình luôn. Hết thật. Ui, cái con đại bàng này nó đánh kinh khủng anh em ạ. Nó đánh lò tay phòi này. Ui, đam đau thực sự luôn. Đam quá đau luôn anh em ạ. Quá đau luôn. Rồi, xả này. Ui dồi ôi, con mền vẫn sống được. Đấy, anh em thấy không? Xả phát chết anh em ạ. Đại bàng này khỏe lắm. Tầm này vẫn đang khỏe. Tại vì về cơ bản thì mình không ấy. Mình hàng sau của mình á là nó chưa ổn anh em ạ, nó chưa ổn. Rồi gặp Tùng Idol chắc là một xá. Đây gà rút xương này. Đấy. Trước trận đầu thì ngại con ngân giác, bây giờ thì lại ngại con đại bằng. Tại vì nó có cái cơ chế nó đam liên tục luôn anh em ạ, đam lò tài phòi luôn. Đam một cách kinh khủng luôn anh em ơi. Đầu một nộ là bay. Nói chung là mình hơi lực chiến thì mình xả trước thì không nói rồi. Đây. Bộ tem yêu này về sau nó lại có cái ưu thế là ở bản cập nhật sắp tới thì con xích vĩ này nó lên được được thức tỉnh anh em nha. Nó đốt kinh khủng lắm anh em ạ. Không đỡ được. Đốt kinh khủng lắm. Đấy, chém thường một phát chết luôn thì con búp đằng sau của mình. Kinh dị luôn á. Bờ đam lan của mình thì lại không hẹo được cái bọn ấy kia. Đấy thì chắc là mình sẽ, nếu mà muốn đánh tăng, muốn đánh vượt lực chiến đấy. Muốn đánh vượt lực chiến thì chắc là mình sẽ phải phế. Mình phế thiên kỹ ngân giác này đi. Và mình chơi vong hồn bái độ. Đấy. Hoặc là mình có thể update cái chú tể địa ngục ấy lên. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì chưa có đủ tài nguyên để up anh em ạ. Nói chung là cũng khá là hạn hẹp. Đấy, hoặc là chơi Ngưu Ma Vương. Thế nhưng mà chắc là mình sẽ bỏ cái Phong Hỏa Liên Thành này đi và mình up cái Vong Hồn Bái Độ lên anh em ạ. Thì nó sẽ có cái tác dụng lâu dài hơn, ok hơn. Và song song với đó thì mình sẽ phải up thêm cái Tôn Ngộ Không này lên nữa. Chắc là tuần sau là sẽ đủ để up full anh em ạ. Qua tuần mình mua thêm vài gói đá nữa là ok thôi. Là ngon ngay. Là có đủ đá để up thôi anh em ơi. Đấy, Dương Tiễn này. Sau này mai mình trùng sinh nha, mình lấy thêm cái mảnh này mình up vào sao còn lấy lại sách. Đó. Kim Tinh Khởi mình không thèm xài luôn, tại vì hiện tại bây giờ thì đang dồn hết cho con Dương Tiễn rồi. Đó, đã lên 95 thì xài thêm bộ gấm nữa đó. Cái này thì để mai thêm một con nữa thì mình up full level 6 luôn. Thì nó sẽ tăng 40% tấn công hiệp đầu và mỗi hiệp sau thì sẽ giảm đi 10% anh em ạ, có nghĩa là nếu mà đánh cái hiệp thứ tư là cái thiên kỹ này mất tác dụng, không có tác dụng nữa. Hiện tại bây giờ thì mình cảm thấy vẫn đang là thiếu đam. Đang thiếu đam với lại bạo thương anh em nha. Đang thiếu đam với lại bạo thương. Đấy thì có lẽ là sắp tới sau đó thần thông tiếp theo thì mình sẽ lấy bạo thương thì có rồi này, tí lam bà có rồi. Chắc là mình sẽ lấy thêm cái sát thương. Sát thương của ngân giác hoặc là lắp cái hắc bạch vô thường. Hoặc là lấy thần thông đỏ búp liên kích. Ở chơi quan âm. Ok, nói chung là cái tiến trình sắp tới thì chắc là một là mình sẽ dồn đam. Dồn đam cho nó, hai là mình sẽ gọi là cho nó thêm một khả năng chống chịu đi, hút sinh lực chẳng hạn. Đấy. Thì mình nghĩ là cũng ok. Đây là giảm thương này. Đấy. Con nguyên quân bóp né tránh được lên 40% rồi anh em ạ. Nó đẻ con rùa ra cũng trâu phết đấy, đừng đùa. Rồi ok, làm game nữa anh em nha. Nói chung là bây giờ ở trong cụm ấy thì chỉ đứng hạng tầm hạng 6, hạng 7 thôi. Sắp tới có dòng nữa thì sẽ ngon hơn. Nổ này. Nổ. Xong tơn của anh em ạ, xong ba con cỏ lo này đánh cơ thì mới nổ được cái ngân giác. Này, nổ này. Đấy. Gần đi, nói chung là vẫn thiếu một chút tấn công anh em ạ. Vẫn thiếu một chút tấn công.
Nhưng mà tấn công càng to thì đánh vào những cái vị trí phản đam thì lại càng nhanh chết thôi. Nói chung là nó cũng là con dao hai lưỡi. Là con dao hai lưỡi anh em ạ. Nó không phải mắc binh nhất có thể đâu. Thì có lẽ là nếu mà qua tuần thì mình sẽ lấy, thứ nhất là mình đã dồn tối ưu đam, là mình lấy thêm một cái thần thông của Tôn Ngộ Không. Thần thông của Tôn Ngộ Không để tối ưu cái đòn đánh thêm của con Dương Tiễn này. Thứ hai nữa là có lẽ là mình sẽ bắp thêm cái tăng giảm sát thương, hoặc là lấy thêm một vài những cái thần thông chống chịu thì nó sẽ ok hơn. Chứ bây giờ tiên đuối lắm anh em ạ, đợi thức tỉnh con Dương Tiễn thôi. Bây giờ nó có 12 cuốn sách. Đấy. Nổ thiên kỹ thì ngon lắm, nhưng mà về cơ bản thì cũng chưa được ổn lắm anh em ạ. Chưa được ok cho lắm. Đấy, đánh không chết được. Dưới thiên nhãn của ta, Không biết là ông thì đấy có cái ta Tôn Ngộ sẽ không Không có chỗ chưa ấy. để ẩn nấp. Nếu mà có rồi ấy thì ngon. Đây. Trường Hồng Đấy. quán nhật Cái con Nguyên Quân này thì về sau thức tỉnh nó cũng khá là ngon. Nó có đừng biết hộ cùng thuẫn mà đánh vô hai nó mà không mất hộ người thuẫn ông được ấy, thì chết là tự nhận đam to thôi. gan Đấy. Tự quy nhận đam. mẫu chi phượng Thì phượng bui tử nó thủ sinh cứng thì sau này mai cũng ngon. Chỉ sợ mấy con đam AoE với như quy là tử con Bạch chia Cốt sẻ Tinh với thôi. bệ hạ Bạch Cốt Tinh nó đánh thì kinh khủng lắm anh em ạ. Một nộ nó có thể biết xong luôn còn đấy, huynh nhi xong game luôn. gấu thị thiên hạ. Đấy, một nộ không hết được máu anh em ạ. Đánh thường thì mới chết. Lương duyên tiền đỉnh. Rồi. Để xem idol Aura này có cái em đánh thường ấy chưa. Chưa có thì chán đời lắm. Chưa có anh em ạ, chưa có nha. Đây ông này chơi hút máu. Bộ thiên kỹ ngon nhờ. Cái thần thông Tôn Ngộ Không đấy thì tăng thêm 40% sát thương khi mà con Dương Tiễn nó đánh ultimate xong nó xài đánh thường thêm á, đòn đánh bồi thêm á. Đấy thì cũng ok đấy. Rồi, sơ sơ một chút như vậy anh em ơi, ngày thứ 44 chơi cũng như là bui tem tiên thì cái khung đội hình cơ bản thôi anh em ạ, khung đội hình Trường cơ Hồng bản thôi quân nhi nha. đã mạnh, Chẳng qua là mình áp công nghệ các nếu thứ quả lên đó thôi. không muốn tìm lại Đấy. thì e rằng anh sẽ Một mất chút vì Sherry tiên giới anh em ạ, 44 ngày lên được gần 400 m lực chiến. Nói chung là bê xóa hết ra thì lên được thôi, nhưng mà như vậy thì nó không tối ưu đội hình. Thì không ổn lắm anh em ạ. Rồi. Sơ sơ một chút như vậy anh em nha. Anh em đi qua cảm thấy ok, cảm thấy thú vị thì anh em có thể cho mình xin một like cũng như là một lượt đăng ký. Và đừng quên một chuông thông báo để không bỏ lỡ những clip tiếp theo của mình anh em nha. Còn bây giờ thì mình xin phép dừng clip đây anh em ơi. Hẹn anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye anh em.